Hello, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các anh chị thân thương trên kênh YouTube nha. Anh chị ơi, hôm nay bên Trần Anh về con do con dây nè. Con này dây của Toyota đây. Dây con này là GL anh chị nha. Đời 2004, bản số 51F25591. Con xe này còn ủy quyền anh chị ạ. Đây là form dáng đồng sơn của con dây GL đây nè. Nước sơn rất đẹp nè. Đây là phong dáng ở đây, bốn vỏ nè, bốn vỏ còn mới anh chị nha, bốn vỏ nè, còn rất là mới, mâm đúc nguyên bản theo xe nè, tầm bề nè. Xe này chủ nhà người ta đi, người ta rất là giữ kỹ anh chị nha. Xe này cũng có vài chỗ là dặm lại cản nè, cản với bên hông rồi cũng có một hai chỗ là người ta dặm lại rồi. Bốn vỏ còn mới nè, mâm đúc nguyên bản hết từ anh dép luôn, cụm đèn trước nè, mới tinh. Đó, cũng này trước biểu tượng của Toyota nè. Đời 2004. Đây là form dáng của con dây đây. Đó, bản số 51F25591. Anh chị nào mua thì bên Trần Anh ủy quyền cho nha. Rút hồ sơ ok hết. Xe này không có một gờ xíu là cứng đụng, tác động một chiều tông vai bên ngoài nha anh chị nha. Đây nè, những cái sóng gân này, chạy rất là đều này. Đây là hai sóng gân nè, trên nắp capo nè anh chị thấy không? Rất là đều đặn luôn. Đó rồi, form dáng của em ở đây. Con này đăng kiểm đến tháng 5 năm 2020. Bên Trần Anh đang tiếp tục cập nhật và rất là nhiều mẫu xe cỏ đang để cho anh em trong đây làm đây. Con dây đời 2003 DX của Trần Anh cũng đang cho tiến hành là bọc 5D rồi nha. Đó là form dáng con xe dây nè. Trên là tích hợp chủ nhà bắt hai cái cản để đồ rồi. Con này anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng luôn, không phải làm bất cứ một khoản gì nha anh chị. Đây ạ, tabi nè, đó tabi cửa nè, tabi cửa là nỉ nguyên rim theo xe nha. Xe này là keo chỉ không mất phân nào luôn, không có dấu hiệu cứng đụng tác động tông vai bên ngoài nha. Đó, nguyên bản hết từ anh Z đây ạ. Ghế nè, ghế da nè, còn rất mới, nội thất ở trong đẹp 70% nhé. Đó, tháp bị cửa đây nè, trang bị cho em nó là một cái cam hành trình, tháp lô nguyên bản theo xe hết nè, trần nè, trần nguyên bản của con dây GL đây ạ. Đó chị thấy không, trần nguyên bản đó, trần là trần nỉ nhá, trần còn rất mới luôn, vàng lạnh nè. Vô lăng là tích hợp vô lăng ba chấu anh chị ạ, bốn cánh cửa nguyên bản theo xe là những cái loa chép nè, nguyên bản của con xe dây còn nguyên bản hết, côn số nè còn rất là mới, không có dấu hiệu bị mài mòn luôn nha anh chị nha. À, lóc kính nè, mở cửa nè, lóc cửa nè, anh chị xem nè. Đó, mấy chức năng này còn hoạt động được hết nhá. Lóc cửa, mở cửa, kính bấm nè, rất là nhẹ nhàng luôn. Báo thêm cái đèn đi đêm nữa đây. Đó, chất cửa đóng rất là liền lẹt. Tắp bi nè, anh chị coi nè, tắp bi nè. Nảy nguyên bản cho xe nhá. Keo chỉ nè, đây là những cái sóng gân nè, không có một xíu là cứng đụng con vên nhá. Con xe này luôn ạ, à, đó những sóng gân đó, sưng rin đó, sưng rin trong cánh cửa còn luôn nhé. Đây ạ, à, sưng rin nè. Có sưng rin nguyên bản hết từ anh Z luôn, bước để chân nè. Biểu tượng của dây nè. Ghế nè, ghế da anh chị ạ. Còn rất là mới. Đó, trần đây. Đèn đóm nè. Đầy đủ hết, dàn lạnh nha anh chị nha, dàn lạnh nguyên bản theo dây nè. Dàn lạnh rất là lớn, dàn lạnh cơ nha, dàn lạnh nổi nè. Đó là dòng xe 7 chỗ đó anh chị. Ghế là không có dấu hiệu là bị mục mọt nha, còn mới lắm. Đây chừng anh quay chi tiết phần nách cửa cho anh chị coi nè. Đó nách cửa đây nè. Nguyên bản theo xe hết anh chị thấy không? Không một xíu là cứng đụng con vên luôn. Con này mà anh chị mua về anh chị sử dụng, học để đồ nguyên bản là rất lớn nè anh chị thấy không? Học để đồ nguyên bản cho xe rất là lớn luôn. Đó, tổng quan phần táp lô trên con dây GL đời 2004 đó. Những cái vân gai này, những cái vân gai trên táp lô nè, còn nguyên bản hết. Con này trang bị một cái đầu nghe nhạc CD thông thường thôi nha anh chị nha. Đó, dòng xe 7 chỗ đó. Đây nè, anh chị coi nè. Ghế nè,
bao đẹp luôn nhá. Đó, tá bì nè, tá bì phía sau nè, nỉ nó bọc hết toàn diện con xe rồi, nội thất sạch sẽ lắm, lót sàn 4 kính bấm rất nhẹ nhàng luôn. Gầm bè rất là chắc nha, không có xíu mục mọt luôn anh chị. Đó, Trần Anh sẽ vào phần tắp lô, Trần Anh test phần máy cho anh chị xem nhé. Đây ạ. Nè. Xem vừa mới về tức thì nha. Con số nguyên bản là anh chị nè, xe là chủ nhà rất chạy rất là ít. Đó, anh chị thấy những cái vân gai trên con số không? Đó, anh chị coi nè, những cái vân gai của nó nè. 1, 2, 3, 4, 5R nè. Còn in nguyên nhé, anh chị thấy không ạ? Không có dấu hiệu tác động bị mài mòn với con xe này luôn nhé. Rồi nội thất tắp lô nè, còn mới tinh nè anh chị coi nè. Đó, những cái vân gai nè, những cái vân gai trên phần tắp lô đây anh chị xem nhé. Nguyên bản phần tắp lô của nó nè, nguyên bản hết từ NZ. Đó, những vân gai kèo cột là nỉ nè, nỉ nè. Đó, anh chị coi nỉ nè, nguyên bản theo xe luôn. Trợ lực lái rất là nhẹ. Đó, đề nhẹ cái nổ máy rồi nè. Đây là báo xăng, báo nhiệt, báo nhớt, báo tua máy đầy đủ nhá. Nè, đó, lên đẹp rất chất các chị thấy không? Em nhồi lên 5.000 vòng cho chị coi nè. Gần 6.000 vòng luôn. Trợ lực lái đây, ngồi một chỗ xe vô lăng. Xe này chạy là bao đỉnh rồi anh chị ạ. Tiết kiệm nhiên liệu cho anh chị, FI phun xăng. Đèn còi đó. Trang bị có cái kem hành trình đây. Trên xe đây. Máy lạnh vừa anh test cho anh chị coi nè, máy lạnh AC nè. Máy lạnh mở phát lạnh luôn rồi nha anh chị nha. Nè, máy lạnh nè. Trên đây là báo thêm một cái đồng hồ báo giờ rồi đây. Có phần tắp lô anh chị coi đó. Mới nguyên bản luôn, từ nguyên một cái cụm tắp lô đổ về nguyên bản tắp xe nè. Không có dấu mà khoan đục bắt vít gì nha anh chị nha. Trợ lực lái nè, ngồi một chỗ xoay vô lăng nè. Rất là nhẹ nhàng, vô lăng ba chấu anh chị nha. Biểu tượng của Toyota bông lúa vàng Việt Nam đây. Đèn nè, xi nhan nè, mọi thứ chức năng là đầy đủ hết, gương chính điện đầy đủ nhé. Ưu tiên là anh chị à, ưu tiên là anh chị bấm đây nhé. Đó, ưu tiên nè, đó anh chị thấy không, full hết đây nè, thích hợp là gương chính điện nè. Đó, gương chính điện đó anh chị thấy không ạ, đang hoạt động ổn định anh chị nhé. Bên đây cũng vậy, đó gương chính điện nè, máy lạnh rất là lạnh luôn. Đây chừng anh test phần lạnh sau đèn còi đây. Trợ lực nhé. Nó đầy đủ hết, không thiếu cái gì đâu à. Con này anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Đây nè, để chừng anh test phần lạnh phía sau cho anh chị xem nhé. Nó dấu vân gai trên vô lăng nè. Dấu vân gai nè. Còn nguyên hết anh chị ạ. À. Đây là những cái đinh bấm nè. Đinh bấm nhựa nguyên bản theo nhà sản xuất nè. Còn nguyên bản hết nha, không có dấu hiệu là chỉnh sửa gì trên con xe này luôn. Ghế nè. Ghế chỉnh nè, đôn ghế nè, có chức năng đôn ghế nè, hạ ghế và đôn ghế anh chị thấy không, đó hạ ghế nè, em đôn ghế lên cho anh chị xem nè, đó đôn cao lên để thích hợp với người ngồi nhá. Là mở bình xăng mở ở đây nè, còn đây là tay dựa nhá. Đó, anh chị thấy nội thất không, đẹp lắm, ở trong nội thất được đẹp 70% luôn, 100% thì Trần Anh không dám nói nhưng mà 70% là có anh chị ạ. Nguyên bản nè, cột kèo nè anh chị coi. Cột kèo nguyên bản của xe nè, có những cái vân gai đó. Đó anh chị thấy không? Nguyên bản hết từ NZ luôn. Chất xe bao chạy bao ngọt luôn nhá. Nội thất rất là mới, dàn lạnh phía sau nè. Em mở sau là có dàn lạnh rồi nè. Đó anh chị thấy không? Dàn lạnh phía sau mở là có đó. Rất lạnh luôn. Đây này để chừng anh test phần máy cho anh chị coi nhá. Quan trọng nhất là phần máy anh chị nhá. Đây là, em mở nắp carbon test phần máy cho anh chị xem. Máy móc nổ thì thầm mùa xuân luôn. Bao cọc bao đỉnh luôn. Máy nè anh chị. Máy đang hoạt động nha, máy nổ rồi. Anh chị coi nè. Máy nổ rất là êm. Xe này là anh chị coi cục máy nè, mới tinh nè. Đó anh chị thấy không? Xe này chưa có dấu hiệu làm máy luôn nha anh chị nha. Mấy cái dòng này thì đi cả đời luôn, nó chẳng hư được đâu ạ. Đây là cổ ghe nè. Đây là cổ ghe nè. Đây là xe FI nha.
con này FI nè, cổ ghe nè, cùng cổ ghe của nó đây nè, nó xài nè, 1, 2, 3, 4 cái bếp full nè, máy móc nè anh chị coi nè, máy nổ đứt chất luôn nha, đây nè, nó nổ rất là chất luôn, sống vàng của nó nè, sơn rin trên sống vàng còn nguyên bản, ở trong đây là sơn rin hết toàn bộ nha, nguyên bản toàn bộ là sơn rin nha, mạc tem ra xe nè. Đó. Nguyên bản hết rồi anh Zip. Sóng lường này không có một xíu cứng đụng luôn. Anh chị coi nè. Không có một xíu cứng đụng con bên luôn nha. Đây là sóng vàng nè. Đó nó rin lắm. Đó anh chị thấy không ạ? Đây nè. Đó anh chị coi là những cái đinh dập nguyên bản có thể làm sốt nha. Không một xíu cứng đụng anh chị nha, xe bao đẹp ao đỉnh đến với tay người tiêu dùng luôn. Con xe này Trần Anh cũng đã lấy về mấy hôm rồi, nhưng mà Trần Anh đưa qua công nghệ 4.0 để xử lý toàn diện con xe. Bây giờ em nó đã trở nên rất là xinh đẹp và lộng lẫy rồi anh chị nha. Anh chị coi trên nắp capo nè, keo chỉ được không mất phân nào nha. Có những cái sóng gân nè, những cái sóng gân nguyên bản ở nhà sản xuất nè, không một xíu cứng đụng anh chị nha. Con này Trần Anh bao cứng đụng, bao gồm nước cho đến toàn thể tất cả anh chị. Trần Anh không bao giờ Trần Anh mua xe mấy cái xe bị cứng đụng ngập nước anh chị nha. Đó là dòng xe nằm tầm cỡ 200 triệu là anh chị có thể sở hữu được con JGL rồi, 2004 rồi, 4 vỏ mới, đăng kiểm mới, gầm bệ ở trong là mới tinh anh chị ạ. Đây Trần Anh quay phần gầm cho anh chị coi nè, gầm là bao chất nhá. Đó chị thấy phần gầm không, gầm xe là mới lắm, mới chét luôn, không có một xíu mục mọt. Đó là nguyên bản hết á của con xe đây. Đây là gầm nè, anh chị coi gầm nè. Máy móc là rất là khô ráo anh chị thấy không? Con này dẫn động từ sau nè. Đó, máy móc đây là rất là khô ráo luôn. Thì anh quay luôn phần máy cho anh chị xem nhé. Đây nè, phần máy móc của nó nè. Máy móc nè. Máy này hoạt động máy khô lắm. Đó anh chị thấy cục máy của nó không? Cái đài dằn nè, cái đài dằn ở dưới cánh gà rô tin nè, còn mới nguyên nè anh chị coi nè. Con này anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi nhé. Đó là con JGL đó anh chị, đời 2004. Con này có hai phiên bản nha, DXGL và J-Sup anh chị nha. Sau là người ta dán phim cách nhiệt toàn diện hết rồi. Đó, tích hợp nguyên bản là gương gương chiếu hậu phía sau nè. Đây nè, Trần Anh quay phần cốp sau cho anh chị coi nè. Là anh chị coi xe anh chị coi nó cứng đụng hay không, anh chị nhìn những cái dòng đinh bấm nhá. Đây là những cái đinh bấm nè, nguyên bản theo xe nè. Đó, của dòng xe GL đó, GL DX, kiểu dáng phong dáng nó khác nhau. Nó chỉ khác cái nội thất thôi nha anh chị nha. Phân biệt mấy cái điểm đó dùm cho Trần Anh. Hỗ trợ là hai tiêu nhúng thi lực đây. Không nguyên bản hết từ anh Z anh chị thấy không? Chất xe bao đẹp bao đỉnh luôn. Đó là phong dáng xe đó. Không một xíu cứng đụng anh chị nha. Không, một lần nữa anh chị nào mua thì cứ alo cho Trần Anh. Trần Anh chúc anh chị có một buổi sáng thật là tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình nhé. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.